that if Google did not act, we faced a draconian future. A future where one man, one company, one device, one carrier would be our only choice. That's a future we don't want. Để mà tấn công vào thị trường của Apple. Thì bây giờ Lindsay xin anh Hùng chia sẻ với quý khán giả sơ sơ qua về cái quá trình mà Google và Apple đã work với nhau và đến bây giờ thì hai người lại cạnh tranh với nhau. Thì mới đầu khi mà cái iPhone nó vừa ra cách vài năm trước đó, thì trong cái core application đó, thì cái application mà chính nằm ở trên cái iPhone đó, là đã có rất nhiều cái application của Apple, chẳng hạn như là Google Maps, Search, Gmail, thì hai người cộng tác rất là chặt chẽ. Tại vì những người mà làm search ở trên cái iPhone đó, thì thực ra là chỉ sử dụng cái search của Google. Thành ra như Lindsay cũng biết, khi mà ai mà sử dụng cái Google search đó, thì Google lại làm tìm được cái đó. Đó, thành ra khi đầu thì hai người hai cái hãng đó rất là gần với nhau. Nhưng mà gần đây đó thì một cái hiện tượng mới là thí dụ như là Google đã bắt đầu làm cái Android phone và cho cái đó miễn phí cho tất cả những cái hãng khác để mà làm cho cái OS đó, nghĩa là những người khác có thể làm cái phone sử dụng cái software của Google để mà cạnh tranh lại với cái iPhone. Và cái quarter vừa rồi đó, vài tháng, 3 tháng vừa rồi đó, thì những cái số mà phone mà sử dụng cái Google Android đó thì nó lại trội hơn cái số bán của cái iPhone đó. Thành ra mình thấy càng ngày nó càng hai bên là cái đã dòng co nhau hơn nhiều. Có nghĩa là đã sắp có chiến tranh và đang chiến tranh bây giờ. Đang là chiến tranh lạnh, mà cái show Google I/O cái conference đó thì Google là đã như là lên sân khấu đã công báo với mọi người là tất cả những cái gì, nghĩa là không có trắng trợn lắm nhưng mà cũng gần như là trắng trợn, nghĩa là muốn attack, nghĩa là muốn tấn công Google, muốn tấn công Apple trên nhiều khía cạnh. Dạ vâng, mà em nghe nói là cái người Vice President của Google đã nói một cái câu rất là hay. Anh có phải nhớ cái câu đó? Đúng rồi, cái ông đó là ông nói là tương lai nước Mỹ hoặc là chúng ta không có thể tùy thuộc vào một người, một cái hãng, một cái phone và một cái hãng điện thoại. Có nghĩa là ông có muốn ám chỉ tới là ông Steve Jobs, cái hãng Apple, cái iPhone và cái AT&T là cái hãng mà điện thoại tới hiện nay thì là duy nhất ở trên nước Mỹ mà có thể bán được cái iPhone mà thôi. Đó, ngoài ra họ cũng muốn ám chỉ là Apple là rất là độc tài, nghĩa là để những cái không có chia sẻ với ai cái gì cả, bảo vệ những cái gì ở trong những cái bốn cái kính cái tường kính của họ, nghĩa là muốn làm cái gì thì phải theo những cái nội quy của họ đó. Mà khi mình nhắc đến Apple thì em lại nghĩ tới là iTunes, thì bây giờ là mình lại có Google Tunes. Thì trên cái Google I/O thì như tôi đã nói trong cái show kỳ trước, Google có bật mí một chút xíu là nói gần một thời gian rất gần á, thì tất cả những người sử dụng cái Android phone có thể vô cái Android Marketplace mua nhạc, và cái nhạc đó là tự động nó sẽ download hoặc là có thể là streaming, có nghĩa là mình có một cái tủ nhạc, có một cái collection nhạc của mình thì mình có thể upload trên cái server của Google, rồi mình muốn nghe ở đâu cũng được cả, mình nghe trên cái máy computer ở nhà hay là trên phone gì cũng được cả. Thành ra cái đó là một cái chuyện mà cạnh tranh trực tiếp với lại cái iTunes Store của Apple. Dạ vâng, và không những như vậy là Apple TV versus Google TV. Thì tới lúc này tới cái Apple TV, Lindsay có biết là chỉ
Apple có nói là cái đó là một cái hobby, có nghĩa là nó không có quan trọng gì cả. Thì thường thường là cái Apple chỉ muốn bán cái Apple TV đó để mà mình bắt vô cái TV trong phòng khách của mình để mà mình coi những cái gì mà mình nó nằm ở trên iTunes rồi, như là nằm trên cái máy computer của mình, chứ không có gì hơn. Nhưng mà người ta cũng nghĩ đó là vài tháng nữa hoặc là sắp sửa 2 tuần nữa thì Apple cũng có một cái conference, thì họ sẽ bắt đầu làm lại cái Apple TV để mà trả đũa lại với cái Google TV. Dạ vâng. Tức nghĩa là Apple đã thấy là Google đã muốn giống như là đập vô cái thị trường này, thì bây giờ Apple đã đổi ý và thay vì là cái này là hobby thì this is gonna be the main goal. Đúng rồi. Thật ra không có bên nào nhiều bên nào. Không, nhưng mà em nghĩ là cái sự cạnh tranh của người ta cũng hay, it's more, nhưng mà em nghĩ là giới tiêu thụ của chúng ta là mình đứng ngay chính giữa, thành ra là mình sẽ hưởng cái lợi như ông, mình đứng ngay chính giữa là đúng mình rồi. Có thể lời. Cái mà hay cái là khi mà cái xã hội tư bản đó, khi mà mình có những cái cạnh tranh như vậy nó rất là hay, tại vì họ sẽ làm cho cái technology nó tiến bộ rất là nhiều. Và cái mình phải biết á, thiệt ra cái người mà có cái quyền năng mà nói sử dụng hay là làm cái technology này hơn cái technology kia đó là cái giới tiêu thụ thôi. Tại vì ai mà có hay mà mình không sử dụng thì người đó cũng chịu thôi, cũng chết thôi. Đó, thành ra mình đó là cái ultimate power. Yes. Mà em nghĩ là cái sự cạnh tranh này làm cho cái giá cả nó cũng thấp hơn. Cái xã hội tư bản không có ai mà bắt buộc là bán cái giá bao nhiêu cả. Thành ra khi mà người nào mà đã muốn cạnh tranh rồi đó thì phải hạ giá xuống. Dạ, vâng. Thì cuối cùng là mình cũng lợi thôi. Và bây giờ thì mình nói về mình hồi đó thì mình mới nói về iPad, thì bây giờ là Google ra là Chrome OS. Đúng rồi. Thì anh nghĩ trong hai cái này là cái Google Chrome OS thì họ cũng chưa ra, nhưng mà khoảng chừng vài tháng nữa này thì một những cái hãng khác họ sẽ cũng làm những cái tablet và họ sẽ sử dụng cái Chrome OS. Thì tới khi đó mình không biết là cái product này nó như thế nào, nhưng mà cái này là nó cũng là một cái chuyện mà nó cạnh tranh direct với lại